rồi. Anh ơi, ra ra cho quay luôn. Ui. Không chơi không chơi lòng em lòng không em dựng đội em dựng đội anh đâu không quay 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 kia không anh Long 10.000 anh dưa anh Long 10.000 anh em mới thằng 5.000 không không chơi đâu chơi đâu chơi nhiên lắm khó lắm mới là 5.000 cơ mà đấy em cho anh 20.000 lên lên cầm lên lên là không lên nhiều không cầm cái áo này là 10.000 khó nhằn lắm em ạ. Đi tưởng đấy. Bao nhiêu? 10.000. Nhấc lên ha. Nó 20.000. Nhấc lên ha. Nhấc lên là khó nhằn lắm ạ. Nó xoay không kịp xoay. Nó không có thể lực để lên. Chuẩn rồi đấy, thằng ước lên đấy là chuẩn rồi đấy. Kiểu gì lên được tiếp rồi. Lên. Ôi ôi ôi, tránh ra cho lên nào. Các chú no cuộc đời của anh. Thôi anh đứng dọn đây anh nâng anh ơi. Anh ơi rửa mẹ đằng sau. Đang tung bê tung bê. Kiểu như này không? Nhức lên. Thế thôi. Ông mất 2.000 rồi. 3 lần 3. Tăng thứ 3 lần. Này, mọi người thấy tội nghiệp anh Linh không? Một bình một gió. Có tùng lên được, lên được. Tao đố mày lên được đấy. Đứng ai cường lượng lên được. Phải sao lên anh nên là mọi người trò cười chứ không anh nên tốt. Không có bán lên đây đâu. Lên được. Thôi em tỏ gì với khổ thế để sức một lên được. Tập đừng thâu nữa em ạ. Đâu em có thôi rồi mà. Thôi rồi. Mất oan đấy. Thứ ba là thôi rồi mà. Để em, để em. Rồi ông này. 100.000 luôn. 50. Đấy. 100.000. Mấy cái. Lên một cái này. Lên. 50.000 đó. Ờ. 50.000. 50.000 này ạ. Cố lên em. Không thử. Thử xem có nâng được không. Mất sức. Cho thử. Không ai. Lên đến bụng anh thử là anh thôi mà. Ui đi. Mình lên đến đây rồi bạn. Bắt đầu đến đây này. Ôi đi. Đến nơi bắt đầu. Thằng ước cho không lên được hay là ổn tay làm sao. Phi cười. Chú kiến bắt đầu là lên được. Bắt đầu tiên là lên được. Thì tội anh Long. Thấy xong chưa? Nhìn được ông Long chưa? Anh Long ơi đeo khăn vào cho nó hình tráng. Không bị trong bụng. Không bị trong bụng đâu mà. Chứ sao mà lên được quá rốn thì mà làm sao. Thế thì nếu anh lên được em ngạc nhiên. Lên phần quá rốn là lên được. Sức khỏe của anh. Lắm cô biết được cái này không? Anh đừng cục lên nó nhẹ. Lên được. Mẹ, đấy ra mà hút. Em lên được quá rốn. 20.000 đấy ra mà hút. Cái này phải 80 cân. Ngon đấy. Lên quá rốn nhá. Quá rốn luôn. Riêng cứ quá rốn được 10.000. Anh quá rốn 10.000 nhá. Quá rốn 10.000. Có nghĩa là mày chỉ cần lên đến Đức cơ. Mày cũng kéo lên đi Đức, tao cho mày 10.000. Bịp mẹ Hà nó đi không? 10.000 không lấy. Ít quá. Đi mẹ à. 10.000 anh làm gì được 10.000 một giây. Nghèo quá anh Trung ạ. Cái to. Gì đấy? Ô nắng đá. Đấy. Quá ức nhìn đang quá đầu ấy. Cùng cái nặng. Đang quá đầu. Mày riêng mày gì đến Đức tao quá đầu còn gì? Anh giơ 10.000. Mày thẳng lên mà đúng không ạ? Thái đây là còn gì? Nhảy ơi, anh nhậu đưa cho một bước đi rồi. Mày kia. Dục gành quá. 10.000 thôi. Từ. Được chưa? Mày riêng mày lên đến Đức. Nào, gỗ ơi. Còn không ấy, mất là 5.000. Không ạ. Anh em đi. Lên được. Đấy. Sợ lắm. Qua bụng là được. Mẹ nhẹ này rồi. Mày làm đi. Mày bắt đố mày lên được ấy. Mày làm thế đi. 20 quả đầu. Đây qua đầu. Thế thì mẹ thằng nào chẳng lo lắng đấy. Cái chuyện gì? Qua đầu bao tiền? 50.000 rồi anh Long. Anh Long. 50.000 lên qua đầu. Mình lên qua
cố lên anh. Lên em ủng hộ anh, cố lên 50.000. Ai ra giá? Ai ra giá? Chuẩn bị thu hình đi. Em lắc đó. Không từ từ ai ra giá xem. Cái thằng photo này đi về trước quay thì mới lên đi. Ai ra giá? Ai ra giá? Chưa ai ra giá cho anh à? À Khánh đang chuẩn bị lấy cái gương mặt ai ra giá đã? Ai ra giá tiền cho anh? Anh mày lên. Mọi người đứng dịch ra không ở chân đây. Ai ra giá? Tay lên đầu. Ai ra giá? Tay lên đầu thôi. Nó à? Thôi, không giả rồi được. Ôi chẳng ai ra giá mình lấy cái clip của mình vậy. Clip. Anh em chú ơi lùi dịch ra. Dịch ra vào chân nhá. Tất cả chân từ xe anh. Để cho sao. Hello, bông xuân. Mà là sao? Chú ơi, lùi ra đây có anh nào anh ném lên trước ạ. Tốt, lên tốt. Tôi rồi, lên tốt. Yeah! Được rồi, 50.000. Thẳng xuống đi. Thẳng xuống đi. Sao anh, sao? Dạy 50.000 đấy. Nào, đến lên tôi nào. Ai ra giá 100.000 để lên nào. Nó gây đá. Em thấy ai đổ tốt. Tốt. Cất. Ai đồ đấy, ai đồ 50.000 đấy. Không em thật xăm lưng ai thách 50.000 đấy. Không gãy. Ai thách 50.000 hay là nó chưa gãy anh. Nó chưa gãy. Ai thách không ạ? Em báo là tính rộng ra. Anh lấy tiền đấy không em? Anh bảo anh tự sướng. À tự sướng à? Kiếm tiền đây, kiếm tiền đây. Nâng nào đây. Quá đâu anh ơi. Quá giả tiền. Quá đâu, 50.000 ai giả tiền kìa. Ai giả tiền? Thơm quá. Riêng cư nghe. Riêng cư là chỉ có địt mẹ lên đến đây rồi. Ai giả tiền? Mày có dám thách làm gì vậy hả? Vừa lấy đi 10.000 một phát là có hàng mấy đâu. Mà cái hay không? Gì anh? Hút khoảng 1/3, 2/3 được thuốc. Mình đang nâng như này nhá, lên đây không xoay nha. Nhưng mà lúc tròn này lên dễ lên cổ lành chịu đúng thật. Còn lên chung rồi. Chung rồi. Vậy quá sức của anh. Quán hai của anh. Lại làm phát lấy ai? Ôi, có quay được vỡ đầu tôi không đấy? Có. Anh nhá. Riêng nếu mà nhìn được phát. Quả đấy vậy ơi. Không anh bắt anh 5.000. Này, chết mẹ luôn. Quán hai có 10.000 à? 10.000 à? 10.000 cho Hải nào. Ôi đầu chết mẹ luôn. Chết rồi, chết. Ôi. 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 Đi về hôm nay đi đây. Đòi thằng này. Hết cả độ. Đòi thằng này nó vứt đá của anh đi. Vác cả. Lăng. Minh ơi. Xin 5.000 có người ra đây. Trách nhiệm chung thì anh ra mà làm thì anh cá cược cái gì? Em vứt đá của anh đi. Em vứt đá của anh á, có ghi tên anh trên đấy không? Đá của anh trong đây có 10.000 anh vừa đâm xong. Địt mẹ. Không được cho cù này. Con bên này. Con bên này. Vẫn là đúng, anh vẫn là đúng. Đây đi ạ. Thảo thanh hào ôm được quả lên cho 10.000. Các anh chú ơi, con gái đi. Được nha, con nha. Ôm lên được thì mất tiền. Con thách thủy hoàng ấy, hoàng bê giỏi lắm. Cái gì? Ước rồi. Nên có bụng. Hoàng bê, hoàng bê được cái này, lên được cho 10.000. Lên đúng chỗ này. Nên con thẳng này chứ không được để sát. Lên đi, lên, rồi ok. Lên đi. Anh ơi. Anh em đi ra. Mới được cái mà đi được 5 bước. Đi được. Mới phải để ra này, không được sát này, để nha.